Nhanh lên Bông ơi, cậu đi chậm thế. Đây, tớ lên rồi đây, cậu đi nhanh chả chờ tớ gì. Nhanh không lên có gì rồi. Ôi, tớ ơi, chờ tớ một tí. Đây rồi, tớ đây rồi. Bông ơi, cậu phải cẩn thận đấy. Bọn chúng rất đông và hung hãn. Cậu cũng phải nhớ cẩn thận đấy. Ok. Ôi, con zombie gì mà to như vậy? Chết rồi, làm nào bây giờ? Con zombie to quá Bông ơi, cậu làm gì giúp tớ đi. Bây giờ tớ ra tớ chém nó, cậu đi cậu yểm trợ tớ nhá. Cậu đừng có mà vui mừng sớm. Ui dạ. Tớ thấy ở đây nhá, rất nhiều con quái vật to và hung hãn hơn mấy con này đấy cậu ạ. Mấy con quái vật này không nhằm nhò gì với tớ. Cậu mà thế nhá, nó ăn thịt cậu à, đừng có trách. Cậu mà sợ cậu ở đây một mình đi thì tớ đi tiêu diệt quái vật cho. Cậu ở đây đi. Tớ đi đây. Bông, cậu đi đâu đây? Ôi giời, các bạn ơi, bạn Bông bạn đi tiêu diệt quái vật của mình rồi. Thôi, mình cũng phải đi về thôi các bạn ạ. Ở đây nhiều quái vật mình sợ lắm. Đằng kia có con lợn rừng hay sao ấy các bạn ạ. Đang lúc rảnh rỗi không có gì, mình ra mình trêu nó các bạn ạ. Con lợn rừng kìa. Mình lấy chiếc dép này mình ra mình trêu nó. Ủa, đừng đuổi theo ta. Ủa, đi đi. Các bạn ơi, có con khủng long to đùng kìa các bạn ơi. Con khủng long kia, các bạn ơi, dám mắc con gà của mình rồi. Phép này ta sẽ cho các con khủng long này một trận. Điều các bạn ơi, con khủng long kia, người dám ăn bạn gà của ta, thả bạn đầu ra ta mau. À, người dám không thả? Được lắm, ta sẽ cho người biết súng đại bác của ta có thể làm được như gì. Chờ đấy. Các bạn ơi, hình như nó nhả ra cái con gì kìa các bạn ơi. Ta xem nào. Ui, cái gì này? Ui, các bạn ơi, đây là cái đầu của con khủng long vừa nãy rồi mình bắn này. Xem là có một cái đầu không nhỉ? Chỗ này chung quanh đây kiểu gì cũng có cái thân của nó. Mình phải đi tìm ra cái thân của nó ở đâu nào. À đây rồi. Các bạn ơi, đây là con khủng long mô hình đấy các bạn ơi. Mình thử lắp vào xem nào. Wow, các bạn ơi, con khủng long mô hình màu đỏ này. Đẹp chưa các bạn ơi? Mình của này mình phải về khoe thành phẩm của mình với bạn gấu mới được. Kiểu gì bạn gấu cũng thích cái con khủng long này cho mày xem. Đi thôi. Ha ha, con lợn kìa, đố người lên ở đây đấy.
Lần sau tao mà bắt được ngươi á, mà đừng có trách. Không thèm chơi mấy người nữa. Tao đi đây. Ha ha, tao đã trèo lên cây rồi. Ngươi tuổi gì mà nói lên đây? À, cứ ngồi ở đây á. Ngươi có giỏi thì ngươi lên đây. Lợn rừng nó chạy qua đây nhỉ các bạn nhỉ. Ui là mình sợ chết khiếp đi được. May là lũ ý mình tránh nhanh nhanh không thì là hút mình bay xa rồi các bạn ạ. Thôi đi về đây, đi về tìm bạn gấu quay khủng long đấy các bạn ơi. Đi. Ơ gấu đây à? Ơ tớ đang ở trên này, có chuyện gì đây? Sao cậu lại trèo lên làm gì? Tớ vừa bị cái con lợn rừng ấy, tớ trêu nó, thế tự nhiên nó đuổi tớ phải trèo đây á, chứ không người nó hút tớ bay người rồi cậu ạ. Ui dồi, có lợn rừng á, tớ vừa mới gặp nó sao? Thì cậu gặp nó ở đâu? Tớ vừa gặp nó đi chạy ở đường cái kìa. Tớ không tránh nhanh á, nó va vào người tớ, nó hút tớ bay sát vào đây gấu ạ. Ôi dồi ôi, sợ thế. Tớ may mà tớ chạy kịp á, chứ không á, nó hút tớ chết tớ rồi cậu ạ. Mà thôi cậu xuống đây với tớ đi, tớ chỗ này tớ khoe cậu là đi nhanh lên xuống đây với tớ. Được rồi, chờ tớ một tí. Nhanh lên. À, tớ phải xuống đây cậu ạ. Xuống đi nhanh lên. Ôi dồi, các bạn ơi, bạn gấu trèo lên cây kìa các bạn ơi. Sợ quá Bông ơi. Cẩn thận gấu ơi, không ngã bây giờ. Ủa các bạn ơi, bạn gấu bẩn hết cả quần áo rồi. Ôi dồi ôi, ôi dồi ôi. Cậu có sao không? Đau quá Bông ơi. Thôi đi đây với tớ, nhanh lên. Đâu, cậu có gì? Ra đây tớ cho xem. Đâu, cậu có gì đây? Gì đây không? Hình như đây là con khủng long hay sao ấy nhỉ? Đúng rồi đấy, con khủng long này tớ vừa mới tiêu diệt được đấy. Ủa? Nhờ cái khẩu súng đạn bác của tớ ấy này. Có wow. Chưa? Đẹp thế cậu, tớ mới ăn. Đây cậu xem đi. Wow, đây con khủng long mô hình hay sao ấy Bông nhỉ? Đấy là con khủng long mô hình ấy gấu ạ. Ui. Ui, nó tháo ra được này, Bông ơi. Hơi bị xịn sò luôn. Hay thế nhỉ? Thôi, hay là bây giờ muộn rồi chúng mình đi về đi. Không tớ thấy ở đây nhiều quái vật lắm Bông ạ. Ừ, thôi đi về đi gấu đi. Chúng mình đi về đi. Chưa? Không ăn thua. Gấu ơi, gấu. Hình như có một con gì đó đang bắt đàn bọn nhỏ kìa gấu ơi. Ôi, con kia con quỷ một mắt hay sao ấy nhỉ? Quỷ một mắt á? Ừ. Ôi dồi ôi, chết rồi, làm thế nào bây giờ? Đi, ra cứu bạn nhỏ nhanh, không thì loan chết bây giờ. Đi, 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 đi. Cháu bé, cháu ăn cháu không? Tình quỷ một mắt kia. Cái dám ăn thịt cháu bé đây à? Người giỏi lắm đấy nhá. Được lắm, bây giờ cậu dẫn cháu bé vào trong kia đi. Đi. Để tôi tiêu diệt tình quái vật này. Đi bạn ơi. Nhanh, nhanh đi. Hãy xem kiếm ra đây. Đấy, trốn đi. Ngồi đây, ngồi xuống đây cô hỏi một cái. Thế cháu đi đâu đây mà bị lạc ở đây thế này? Cháu đi mua bim bim. Bị lạc vào đây. Thế à, đi mua bim thì bị lạc á? Cháu bé này vẫn cái còn sợ con quỷ đúng đấy. Nên là nói vẫn bé, vẫn run run sợ các bạn ạ. Thế nhà cháu ở đâu để cô đưa cháu về? Cho chừa cái tên quái vật này nhá. Lần sau mà bắt lạc các bạn nhỏ đừng có trách ta. Thôi, đi về thôi các bạn ơi. À các bạn ơi, cháu bé này mà ở nhà bạn ấy ở đằng kia. Hay là để mình mới ở bạn gấu đưa cháu này về nhá, không cháu sợ lắm. Đi. Thế cậu hỏi cháu bé này ở đâu chưa? Tớ hỏi rồi. Cháu nó bảo là cháu lo nhà ở đằng kia kìa. Đi. Thì chúng mình đưa cháu nhỏ này về đi, chứ không thì không có bố mẹ cháu ở đây rất là nguy hiểm. Ừ được rồi, thế đi. Đi, chúng mình đi về đi. Đi về thôi cháu ơi, đi.